Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Lời hứa cứu con trai ngươi, đương nhiên là ta sẽ thực hiện. Nhưng ta nghe Sương, ta nghe Tiểu Sương nói con trai của ngươi bị nhốt ở đoạn thứ 6, trong khi hiện giờ ta mới ở đoạn thứ 2 thôi. Đợi tới ngày ta tới đoạn thứ 6 rồi, ta nhất định là sẽ cứu con trai của ngươi ra ngoài. Cáo từ. Núi Thái Ất ta giúp ngươi qua đoạn thứ 6 chỉ đơn giản như là một trò đùa. Đợi đến khi con trai của ta thoát ra được khỏi vòng xoáy, còn có phần thưởng mà bản thân của ngươi không tưởng tượng nổi. Nếu rời khỏi núi Thái Ất, ngươi sẽ hối hận cả đời. Ta cứu con trai của ngươi là vì Lâm Chiến Đình cứu ta một mạng. Còn về phần thưởng gì đó thì ta chưa từng nghĩ tới, càng không có khả năng sẽ hối hận. La Trình, cô của ta vì cứu con mà sốt ruột, nói chuyện có hơi khó nghe một chút, ngươi đừng để trong lòng. Hay là ngươi ở lại núi Thái Ất đi, ta sẽ không giữ lại trong lòng đâu. Đợi ta qua được tuyến thứ 6, đương nhiên là sẽ thực hiện lời hứa, quay lại cứu đường ca của cô. Còn về núi Thái Ất thì không cần đâu. Đúng vậy, La Trình huynh là nhân vật nhất niệm ngộ đạo. Một lần tu thành kiếm vận vĩnh hằng chân lý, nơi này không giữ lại ông, còn có nơi khác. Nhất niệm ngộ đạo, La Trình ngươi có thả nhất niệm ngộ đạo hay sao? Chúng ta nên gặp nhau ở trong biển chân lý thì tốt hơn. Dì Nan, La Trình là người mà ngay cả bà ngoại cũng để ý. Muội phu đã thành tâm cứu người về rồi. Vậy mà Lan muội, muội lại nói vài câu khiến người ta tức giận bỏ đi. Đúng vậy mẹ. Mẹ là người đã cứu con, tại sao mẹ lại nói đãi với bạn của con như vậy? Đây thật ra cũng là ý của Chiến Đình. Là có ý gì? Dù sao hắn cũng là nhân vật tiến vào biển chân lý bằng chính thân xác của mình. Nếu thật sự muốn giữ lại La Trình, đừng nói hắn chỉ dẫn theo 100 người, dù hắn mang theo 1.000 người, thì núi Thái Ất của chúng ta cũng lớn như vậy, có thể chứa được. Thật ra lúc Chiến Đình đưa La Trình về, núi Thái Nhất đã biết được. Huống hồ tên tiểu tử này lại có thể nhất niệm ngộ đạo. Thu Âm Hà đã chỉ danh để hắn đi vào núi Thái Nhất rồi. Thái Nhất Thiên Cung đã phái sứ giả đón tiếp trước chúng ta, chỉ có điều đã bị yêu tộc giết chết. Chiến Đình còn tranh luận với bên kia, cuối cùng vẫn là nhượng bộ rồi. Thôi bỏ đi, nội tình của Thái Nhất Thiên Cung quả thật là thâm hậu hơn chúng ta. La Trình đi vào bên đó cũng là lựa chọn không tệ. Sương Nhi xin lỗi, không thể làm hài lòng thỉnh cầu trước đó của con. Không sao đâu dì Nan, con biết rồi. Nhưng mà cho dù không thể nào để La Trình đi vào, cũng không cần phải đối xử với người ta như vậy. Nếu như không đến được núi Thái Ất, hắn lại là một nhân tài hiếm có, nên quyết định tương kế tiểu kế, thử thách hắn một lần. Sau này, con không cần phải cùng hắn xông vào biển chân lý nữa rồi. Ta chỉ là thuận thế kích tướng một chút, xem hắn có đem những đệ tử kia đi đến bước nào. Thử thách thứ nhất chính là ở dưới núi. Núi Thái Ất này cũng không phải là Thái Nhất Thiên Cung, thật sự xem bản thân mình rất lợi hại hay sao? Thật ra chuyện này hơi kỳ lạ. Chúng ta vừa tới núi Thái Ất thì đối phương liền trở mặt, ta luôn cảm thấy khó mà giải thích nổi. Ta cũng cảm thấy như vậy, đối phương không phải là không biết gì về mình. Thái độ của người phụ nữ kia rất không phù hợp với logic. Chỉ có điều chúng ta nhiều người như vậy, chạy từ nghìn dặm xa xôi tới, không biết phải đi hướng nào. Mặt mũi đừng có như là đưa đám vậy, tóm lại sẽ có cách thôi. Chúng ta phân tích tình huống một chút rồi đưa ra quyết định đi. Một nén hương sau, tường kiếm. Đây là tường gì vậy? Thật ra ta đã từng nghe nói, đây là tường kiếm chứ danh. Chả trách lại có nhiều kiếm treo ở phía trên như vậy, nhưng tại sao lại treo nhiều kiếm ở trên vậy? Thái Nhất Thiên Cung nằm ở Trung Thần Châu, là thế lực lớn của nhân tộc chính thống. Mỗi ngày có tới hàng nghìn hàng vạn người tới hành hương. Nhưng mà Thái Nhất Tiên Cung không thể tiến hành đánh giá, kiểm tra được. Vì thế bức tường này được dựng nên bước đầu tiên ở trong quá trình gia nhập Thái Nhất Thiên Cung là vượt qua bức tường này. Nếu như vậy, đường kiếm này không dễ vượt qua đúng không? Nói thì dễ, mà nói không dễ thì cũng không dễ dàng gì. Nếu độ phù hợp của bản thân với kiếm đạo cao thì đương nhiên có thể vượt qua ngay lần đầu tiên. Còn nếu không cao, e rằng cả đời này không vượt qua được bức tường này. Độ phù hợp sao? Mình đã nhất niệm ngộ đạo, tường kiếm đối với mình có lẽ là không có vấn đề gì. Nhưng mà những đệ tử học cung này thì phải làm sao? Nơi này là địa bàn của chúng ta, đám vô dụng các người xuống đằng sau đi. Cút đi. Lại là mấy cảnh tượng này, địa bàn của người, ở đây có khắc tên của người rồi sao? Không biết quy củ có đúng hay không, muốn chết à? Lạnh thật. Có chuyện gì thì từ từ nói. Tội gì đưa người ta vào chỗ chết? Ngươi là ai? Thứ vô dụng không có đủ thực lực, có tư cách gì mà nói chuyện với ta?
Hôm nay từng tên một đều không có mắt, vậy ta sẽ giết và dọa khỉ. Kiếm Ngưng Thế, cái gì vậy? Ngươi có biết ta là ai không? Phải ta, ngươi chắc chắn là sẽ phải chết. Thứ vô dụng không đủ thực lực có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Dừng tay, ngươi chết chắc rồi. Đây là thiếu chủ của vương gia chúng ta. Ca ca, đại đang ở đây, nhanh báo thù cho đệ với.